Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục cùng nhau học môn toán bài 12 bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Và bài hôm nay chúng ta ôn tập đó là ôn lại bảng trừ mà các em đã được học. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Các em hãy đếm cho cô giáo ở mô hình thứ nhất xem có bao nhiêu bông hoa. Chúng ta cùng nhau đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa. Các em đếm cho cô xem có bao nhiêu bông hoa màu tím. Có một bông hoa màu tím. Vậy 8 trừ đi 1 thì bằng mấy? 8 trừ 1 thì bằng 7. Cô giáo có phép tính tương ứng đó là 8 trừ 1 bằng 7. Tiếp tục ở mô hình thứ hai, các em đếm cho cô giáo xem có bao nhiêu bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa. Có bao nhiêu bông hoa màu tím? Có 2 bông hoa màu tím. Vậy 8 bông hoa bớt đi 2 bông hoa thì còn lại mấy bông hoa? Có 8 bông hoa bớt đi 2 bông hoa còn lại là 6 bông hoa. Tương ứng với mô hình này, cô giáo có phép tính sau. 8 trừ 2 bằng 6. Tiếp tục chúng ta quan sát mô hình thứ 3 và cho cô giáo biết có tất cả bao nhiêu bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa. Có 8 bông hoa bớt đi 3 bông hoa màu tím. Vậy còn lại là mấy bông hoa màu cam? Có 8 bông hoa bớt đi 3 bông hoa màu tím thì còn lại là 5 bông hoa màu cam. Chúng ta có phép tính trừ tương ứng đó là 8 trừ 3 bằng 5. Tiếp tục chúng ta quan sát mô hình thứ tư. Ở đây có tất cả là 8 bông hoa và bớt đi 4 bông hoa màu tím. Vậy 8 bông hoa mà bớt đi 4 bông hoa thì còn lại mấy bông hoa? Chúng ta thấy là 8 bông hoa bớt đi 4 bông hoa thì còn lại là 4 bông hoa. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có phép tính sau. 8 trừ 4 bằng 4. Tiếp tục chúng ta sẽ quan sát tiếp đến mô hình thứ 5 và cho cô giáo biết xem có tất cả là bao nhiêu bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa bớt đi 5 bông hoa màu tím. Vậy còn lại mấy bông hoa màu cam? Có 8 bông hoa bớt đi 5 bông hoa thì còn lại là 3 bông hoa màu cam. Chúng ta sẽ có phép tính trừ tương ứng đó là 8 trừ 5 bằng 3. Tiếp tục mô hình thứ tiếp theo, chúng ta sẽ đếm xem có tất cả bao nhiêu bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa. Số bông hoa màu tím là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy 8 bông hoa mà bớt đi 6 bông hoa thì còn lại là mấy bông hoa màu cam? Chúng ta thấy là còn lại là 2 bông hoa màu cam. Cô giáo có phép tính trừ tương ứng đó là 8 trừ 6 bằng 2. Tiếp tục mô hình cuối cùng, chúng ta cùng nhau đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 bông hoa. Bây giờ chúng ta sẽ bớt đi 7 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bớt đi 7 bông hoa thì còn lại mấy bông hoa màu cam? Có 8 bông hoa bớt đi 7 bông hoa thì còn lại là 1 bông hoa màu cam. Cô giáo có phép tính tương ứng đó là 8 trừ 7 bằng 1. Như vậy cô vừa dẫn các em ôn lại bảng trừ. Và đây chính là các phép tính trừ trong phạm vi 10. Và ở đây
Các em thấy là tất cả các số đầu tiên đều giống nhau, đều là số 8. À, như vậy đây chính là củng cố cho các em bảng trừ 8 trong phạm vi trừ 10 mà các em đã được học đấy. Cô mời các em hãy đọc lại cho cô bảng trừ này. 8 trừ 1 bằng 7, 8 trừ 2 bằng 6, 8 trừ 3 bằng 5, 8 trừ 4 bằng 4, 8 trừ 5 bằng 3, 8 trừ 6 bằng 2, 8 trừ 7 bằng 1. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau ôn lại bảng trừ. Bây giờ để các em có thể vận dụng vào làm bài tập tốt hơn, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần hoạt động. Chúng ta cùng nhau làm bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điền số. Để điền được số vào ô trống, các em hãy nhớ lại bảng trừ mà các em đã được học trong phạm vi 10 để chúng ta làm bài cho tốt hơn. Ở đây các em sẽ lấy số ở trên trừ đi số ở hàng thứ hai và hàng thứ ba chính là kết quả của phép tính trừ mà chúng ta vừa tính được. Các em hãy quan sát cô giáo làm mẫu. Mẫu thứ nhất là 6 trừ 1 bằng 5. Tiếp tục 6 trừ 2 bằng mấy? Các em hãy nhập cho cô kết quả vào phần bình luận dưới video. 6 trừ 2 bằng 4. Tiếp tục 6 trừ 3 bằng mấy? Cô mời các em nhập kết quả. Đáp án của cô là 6 trừ 3 bằng 3. Tiếp tục 6 trừ 4 bằng. Cô giáo có kết quả là 6 trừ 4 bằng 2. Tiếp tục 6 trừ 5 bằng. 6 trừ 5 bằng 1. 6 trừ 6 bằng. 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1, yêu cầu chúng ta điền số vào ô trống. Và sau khi điền số, chúng ta thấy là ở đây củng cố cho các em các phép tính trừ trong phạm vi 6 mà các em đã được học. Và ở đây phép tính cuối cùng đó là 6 trừ 6 bằng 0, có củng cố cho các em các kiến thức về số 0 trong phép trừ. Hai số giống nhau trừ cho nhau thì cho kết quả bằng 0. Tiếp tục, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 2, đó là yêu cầu các em phải hoàn thành các bảng trừ còn thiếu. Ở đây là các bảng trừ 2, bảng trừ 3, bảng trừ 4, bảng trừ 5, bảng trừ 6, bảng trừ 7, bảng trừ 8, bảng trừ 9 và bảng trừ 10. Như vậy ở đây có một số bảng trừ còn thiếu kết quả, chưa hoàn thành. Thì nhiệm vụ của các em bây giờ các bạn sẽ hoàn thành nốt những chỗ còn thiếu để được bảng trừ. Ở đây phép tính còn thiếu đó là 3 trừ 2 bằng. Kết quả của cô là 3 trừ 2 bằng 1. 5 trừ 2 bằng. 5 trừ 2 bằng 3. 5 trừ 3 bằng. 5 trừ 3 bằng 2. 5 trừ 4 bằng. 5 trừ 4 bằng 1. Tiếp tục chúng ta hoàn thiện cho cô bảng trừ 7. 7 trừ 4 bằng. 7 trừ 4 bằng 3. 7 trừ 5 bằng. 7 trừ 5 bằng 2. 7 trừ 6 bằng. 7 trừ 6 bằng 1. Tiếp tục các em hoàn thiện cho cô bảng trừ trong phạm vi 9. 9 trừ 6 bằng. 9 trừ 6 bằng 3. 9 trừ 7 bằng. 9 trừ 7 bằng 2. 9 trừ 8 bằng. 9 trừ 8 bằng 1. Như vậy là cô trò chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành xong các bảng trừ còn thiếu ở trong bảng trừ, từ bảng trừ 2 đến bảng trừ 10. Và như vậy các em hãy ghi nhớ các bảng trừ này để chúng ta có thể làm bài tập tốt hơn. Tiếp tục, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Nhiệm vụ của các em là phải tính kết quả trong từng lá cờ. Mỗi một lá cờ có ghi một phép tính. Và nhiệm vụ của các em bây giờ là phải tính kết quả của từng lá cờ này nhé. Trong đó có ghi phép tính. Bây giờ cô sẽ đọc phép tính và các em sẽ nhập kết quả vào phần bình luận giúp cô. 4 trừ 1 bằng. Đáp án của cô là 4 trừ 1 bằng 3. 5 trừ 2 bằng. 5 trừ 2 bằng 3. 6 trừ 3 bằng. 6 trừ 3 bằng 3.
8 trừ 5 bằng 8 trừ 5 bằng 3. 4 trừ 0 bằng 4 trừ 0 bằng 4. 7 trừ 3 bằng 7 trừ 3 bằng 4. 5 trừ 1 bằng 5 trừ 1 bằng 4. 6 trừ 1 bằng 6 trừ 1 bằng 5. 10 trừ 5 bằng 10 trừ 5 bằng 5. Như vậy, sau khi chúng ta đã tính nhẩm được các phép tính, kết quả của các phép tính rồi, thì các em quan sát thấy mỗi một bình hoa là củng cố cho chúng ta về bảng trừ của một bảng có liên quan đến bảng trừ, đúng không nào? Và ở đây thì ở bình thứ nhất thì có các phép tính đều có kết quả giống nhau là đều bằng 3. Còn ở bình thứ hai thì các phép tính này đều có kết quả bằng 4. Và bình thứ ba là các phép tính này đều có kết quả bằng 5. Đó. Như vậy là bài 3 đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.